tôi nhớ ngày xưa thì thầy giáo hiệu trưởng, cái lúc như thế này thầy giáo hiệu trưởng lên tận lớp tôi và nói rằng là cái lớp tôi là cái lớp mà dẫn đầu và rất là giỏi. Cũng thực là khi đi đại học và lớp tôi thì có đến một nửa là có thủ khoa, còn thủ khoa thì chiếm độ khoảng 30% là thủ khoa trong trường đại học. Tức là cái lớp đó toàn những người siêu khoa thủ cả, và thầy giáo hiệu trưởng đến tận lớp tôi và nói rằng là các bạn hãy thi vào trường đại học sư phạm đi. Thì ra trường một cái là sẽ làm việc ở trường ngay, và các trường cấp ba của tôi là rất cần thế hệ như các em để ra để làm cái thế hệ tiếp nối để hỗ trợ cho các thế hệ tiếp sau về làm sư phạm. Thế thì ngày đấy là tôi thú thực là tôi ghét cay cái đám sư phạm, cứ nói đến sư phạm là tôi dãy lại đấy. Bởi vì sao? Thứ nhất là làm nghề sư phạm nó rất là căng thẳng, suốt 24 giờ, tức là làm cái nghề doanh nhân đấy thì là 8 giờ nghiêm túc thôi, còn lại là đi hát karaoke ôm, người ta không nói gì. Nhưng mà riêng thầy giáo mà đi hát karaoke ôm là hát đòn luôn. Đúng không? Tức là 24 giờ gương mẫu mà xét thấy là cái khả năng năng lực sở trường của mình mà có 24 giờ gương mẫu là hơi khó. Thế là ghét cái nghề sư phạm. Cái thứ hai nữa là tôi uống một chút rượu và nó rất là đỏ mặt. Thế thì như vậy là nếu mà làm nghề sư phạm là rất căng thẳng, không uống được thì nếu mà lên lớp mà mặt lại đỏ ngay như kiểu là chín phèo thì không ổn rồi. Thế thì đến lúc mà vào đại học thì đói quá, mới là quyết định đi dạy thêm để kiếm ăn. Thì khi đi dạy thêm thì bắt đầu là thấy các cháu nó, con trẻ con nó học giỏi lên, xong chúng nó thi đỗ đại học, bắt đầu thấy có một thứ đam mê. Xong rồi đến lúc nó đỗ đại học xong thấy phụ huynh lại đưa cho cái phong bì tiền này, nhiều tiền đam mê hơn. Tức là và lúc bấy giờ với nghĩ đến chuyện đam mê sư phạm, mà rõ ràng sư phạm là một thứ mình ghét cay ghét đắng. Xong vào một ngày đẹp trời thì tôi đi điều hành doanh nghiệp thế này này, thì lúc nào tôi cũng có cái doanh nghiệp riêng, thì mấy anh bạn tôi mới gọi tôi là Tuấn ơi, mày sang mày nói chuyện cho bọn nhân viên của tao, chúng nó hiểu về cách làm kinh doanh đi. Thì tôi sang tôi nói chuyện xong thì tôi thấy chúng nó cũng phấn khởi và nó làm ăn tốt lên. Xong rồi nó giới thiệu nhau, lại mời tôi đi nói chuyện. Nói chuyện xong thì khi nói chuyện xong nó lại dí cái phong bì của ông có tiền đúng không ạ? Thế là bắt đầu đam mê cái nghề đi nói chuyện đấy. Ví dụ như hôm nay nói chuyện cũng có tí tiền đấy, chúc mừng anh nhỉ. Vậy thì rõ ràng cái thứ mà bạn đam mê ngày hôm nay, bạn nói rằng đó là đam mê, nó đã thành sự thật chưa? Chưa. Vì vậy chúng ta cứ nói với nhau rằng là đam mê, không phải. Vậy vốn dĩ đam mê là chúng ta phải trải nghiệm, chúng ta đi và chúng ta mới nhận ra rằng đó là đam mê. Còn những thứ đam mê ngày hôm nay nó chỉ là hiện tại. Thông tin về hỏi bố em là xem cách đây độ khoảng 20 năm đam mê mà em kinh khủng. Đến bây giờ hỏi còn đam mê không? Còn si mê. Si mê tức là mê của mày ấy. Tức là cái đam mê nó không còn đúng nữa. Và hãy thông tin, hãy kiểm tra lại mình mà xem. Từ cái lúc học cấp 1, mình có những người bạn mà mình rất đam mê nó, mình rất yêu quý lắm. Bây giờ còn chơi cái đó không? Chắc gì còn chơi, bây giờ lại đam mê với thằng trai đẹp. Vậy cái đam mê ấy nó cũng thay đổi theo thời gian. Vậy tôi không khẳng định rằng bạn có đam mê ngay bây giờ. Vì vậy bất cứ kẻ nào ở độ tuổi này nói rằng tôi đam mê một cái gì đó, không đúng. Và bản chất cuối cùng của đam mê là giải quyết cái gì? Đam mê là giải quyết sứ mệnh của đời mình. Và sứ mệnh là gì? Nghe thì nó rất là khủng khiếp, nhưng bản chất sứ mệnh là gì? Sứ mệnh là mỗi một ngày sống thì trí tuệ của mình tăng lên. Ví dụ, ngày nào cũng cầm sách đến trường mà học toán vẫn ngu y như vậy thì có sứ mệnh không? Không phải là sống đã tồn tại chứ ai là sứ mệnh. Thế mà suốt ngày nói là vĩ đại, vĩ nhân, học toán thì vẫn trượt, vẫn năm điểm. Thế là vĩ đại cái gì? Vậy thì nó bắt đầu bằng cái thứ là gì ạ? Cái đam mê đấy mà nếu như giải quyết mục tiêu mà mỗi ngày mình sống, mình làm cho những người xung quanh của mình vui vẻ lên, mình có trí tuệ lên, thì cái đấy là một ngày có ý nghĩa và đấy gọi là sứ mệnh. Vì vậy học càng cao mà làm bố mẹ mình càng buồn là sứ mệnh đi xuống hay đi lên? Xuống. Và trong nhà Phật là có 6 cõi gọi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula và cõi trời. Nếu mà mình đang là người mà cứ làm cho bố mẹ mình càng ngày càng buồn là không cẩn thận tụt xuống súc sinh đấy.
Cho nên là cái việc đầu tiên là càng lớn thì phải càng làm cho những người xung quanh mình sống yên bình xung quanh mình. Đấy chính là sứ mệnh. Vậy cái đam mê đấy là tìm ở đâu ra? Đam mê đấy là phải đủ sự kiên trì mới tìm ra được đam mê. Còn bất cứ kẻ nào mà nói rằng đam mê mà chưa bao giờ hành động thì kẻ đấy không gọi là đam mê, đấy là lý thuyết. Vì chúng ta chỉ có khoảng 45 phút để nói chuyện, cho nên tôi sẽ nói từ khái niệm 1. Bắt đầu các bạn hiểu, đam mê trong ngày hôm nay nó chỉ là tạm thời. Và bất cứ bạn nào bám chấp trong đầu tôi, đấy là đam mê, thì dứt khoát và một ngày nào đó bạn sẽ ân hận nói rằng không phải là đam mê nữa. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ hotline 0986776622.